Xin chào quý cô bác, anh chị, khách hàng thân mến. Ngày hôm nay, em Hưng chia sẻ đến mọi người mình tham khảo một nhà vườn có tổng diện tích là 2 sào 2. Ngày trước có cái mức giá giao dịch là 350 triệu không bán. Đến thời điểm này, hiện tại đang kẹt quá, có thể nó đang ngộp rồi. Bán với mức giá chỉ còn 155 triệu thôi. Hôm nay thì em Hưng đang có mặt tại cung đường DT741 của xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và đứng đối diện với trường cấp 2 của xã Phước Hòa, quý vị anh chị. Từ vị trí này của chúng ta di chuyển đến nhà vườn của chúng ta chỉ đúng trong bán kính là 500m thôi quý vị anh chị ạ. Trước khi em Hưng di chuyển vào nhà vườn, em Hưng sẽ chia sẻ về đường xá ở đây để quý cô bác anh chị mình cùng khảo sát ha. Từ vị trí em đang đứng đây di chuyển trong bán kính là 42 cây sẽ di chuyển về bên là thành phố Đồng Xoài và tiếp tục di chuyển thì sẽ tiếp cận được các tỉnh như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, vân vân ha quý vị anh chị, và hướng ngược lại sẽ về bến là trung tâm Bình Dương và trung tâm Sài Gòn và các thành phố khác ha. Vâng, hiện tại thì em Hưng đang có mặt tại vị trí nhà vườn rồi ha. Không phải ngôi nhà này đâu quý vị anh chị. Ngôi nhà này á, quý vị anh chị mình có thấy quen không ạ? Cách đây có khoảng là 2-3 hôm em Hưng có rao bán cái ngôi nhà này. Ngày trước có cái mức bán là 9,8 tỷ, tuy nhiên bây giờ chỉ còn 5,8 tỷ thôi. Và sản phẩm ngày hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình là kế bên của ngôi nhà này quý vị anh chị ạ. Có tổng diện tích là 2 sào 2, có 300m2 thổ cư và điều tuyệt vời nhất đó là nằm kề bên với quy hoạch khu vui chơi giải trí ở đây ha. Và cọc ranh giới là từ đây quý vị anh chị ạ. Đây, từ cái cọc này ha, kéo dài bám mặt tiền đường nhựa này là 30m và có chiều sâu là 78 quý vị anh chị ạ. Sau đây thì gia chủ có gửi em là hai sổ pháp lý sổ hồng riêng, một sổ là 20m và một sổ là 10m. Hiện tại thì đang có cái mức giá rao bán là 10m, chiều dài là 67, có 100m2 thổ cư, tổng diện tích là 636,8m2. Chủ đang gửi em với mức giá là 1,770 tỷ quý vị anh chị ạ. Và còn một ngôi nhà vườn có diện tích là chiều ngang bám mặt tiền đường là 20m, chiều dài là 78m, có 200m2 đất ở nông thôn, tổng diện tích là 1,556,4m2. Gia chủ đang gửi em Hưng là 3,1 tỷ tặng ngôi nhà vườn. Đất thì còn rất là rộng rãi và điều đặc biệt là cách với công viên giải trí là sát bên luôn hả quý vị anh chị ơi. Cái bất động sản này cực kỳ tiềm năng trong tương lai ha. Và pháp lý của chúng ta sổ hồng riêng quy hoạch 100% là đất ở nông thôn, đồng nghĩa với việc quý cô bác anh chị mình có thể là lên thêm thổ cư nếu mình muốn xây nhà trọ hoặc xây biệt thự vân vân ở đây ha quý vị anh chị ơi. Xét về góc cạnh vị trí, từ vị trí của nhà vườn này di chuyển đến trường học cấp 2 cũng như là cây xăng rồi cấp 3 chỉ đúng trong bán kính là 500m thôi quý vị anh chị ạ. Và tiếp tục di chuyển trong bán kính là 800m sẽ tiếp cận được là ủy ban cũng như là trung tâm hành chính công của xã Phước Hòa quý vị anh chị ạ. Đấy, nhà của chúng ta là vừa mới rớt bê tông rồi quý vị anh chị. Đường hiện trạng đang là đường bê tông có chiều rộng lòng đường là 5m và đường là đường cụt ha quý vị anh chị. Di chuyển vào phía bên trong kia là còn rất nhiều hộ dân. Trên sổ thực tế là đường cụt nhưng mà hiện trạng đường là đường thông ha quý vị anh chị. Đấy, quý vị anh chị mình coi trên bản đồ này có một cái tuyến đường mòn. Quý vị anh chị mình có thể đi khảo sát thì mới thấy được ha. Tuy nhiên thì đường đó thì chỉ có xe máy đi được thôi, chứ ô tô không đi được quý vị anh chị ạ. Tuy nhiên thì trong cái tương lai thì tuyến đường này sẽ được thông thôi quý vị anh chị ơi, bởi vì nằm sát bên là khu vui chơi giải trí. Rồi, xét về góc cạnh vị trí ấy, thì 500m thôi, tiếp cận được là trường cấp 2, cấp 3, ủy ban, y tế, bưu điện, ngân hàng, công an, vân vân, hay thường gọi là trung tâm hành chính ấy, quý vị anh chị. Và trong khoảng phạm vi là 1,7 km sẽ tiếp cận được là chợ Phước Hòa, Bách Hóa Xanh, Con Cưng. Và di chuyển là 2,4 km sẽ tiếp cận được là trường học rồi mầm non vân vân và vân vân, rất là nhiều ha quý cô bác anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Di chuyển xuống đây là hết 55 cây, tương đương với 1 giờ di chuyển. Còn anh chị mình ở thành phố Thủ Dầu Một di chuyển xuống đây chỉ đúng trong bán kính là 28 cây thôi. Thành phố Thuận An, Dĩ An di chuyển xuống đây thì cũng khá là gần, chỉ trong bán kính là 40 cây thôi ạ.
Nhà vườn này vào cái thời kỳ đỉnh điểm, khách hàng người ta trả giá là 350 triệu toàn bộ khu vực này luôn ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì người dân ở đây thời điểm đó họ không cần tiền, họ có rất rất nhiều tiền quý vị chị ạ, họ không có bán. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì họ đang kẹt nên là gửi em Hưng từ 350 triệu trên 1 mét, bây giờ chỉ còn giá là 155 triệu thôi, vẫn chưa bán được, giá cả là còn thương lượng. Quý cô bác anh chị mình quan tâm sản phẩm này hãy liên hệ với em Hưng ha. Đây là tuyến đường DT741 quý vị anh chị ạ. Có thể nói là đầy đủ các yếu tố ở đây, cách với trạm thu phí là chỉ đúng trong bán kính là 200 mét thôi, và tiếp cận được là cây xăng, và cách với trạm dừng chân Thành Công chỉ đúng trong bán kính là 950 mét này, rồi trạm giam Bố Lá chỉ đúng trong bán kính là 1,9 km, và điều đặc biệt nhất đó là khu công nghiệp Tân Bình chỉ đúng trong bán kính là 3,2 km thôi, và di chuyển ra đến Cổng Xanh chỉ đúng trong bán kính là 4,6 km thôi. Nói chung là vị trí này rất là tuyệt vời quý vị chị ạ, rất phù hợp để mọi người mình có thể là mua đầu tư, mua làm nhà vườn, nghỉ dưỡng, vân vân và vân vân, rất là nhiều ha quý vị anh chị ơi. Trường học thì sát bên, đây là trường học cấp 3 và kế bên là trường học cấp 2 quý vị anh chị ạ. Đấy, cấp 1 và mầm non thì tiếp tục di chuyển nữa là sẽ đến, và kế bên của trường cấp 1 đó là trung tâm hành chính của xã Phước Hòa, hay thường gọi là ủy ban, công an, y tế, bưu điện, vân vân, rất là nhiều ha. Tiếp cận được cả chợ Phước Hòa, rồi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Con Cưng. Ôi nói chung rất là nhiều, rất phù hợp để mọi người mình mua để làm của ha quý vị anh chị. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đến hotline của em Hưng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị vào những video tiếp theo.